Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào những ngày cuối cùng. Cả bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang dốc toàn lực cho những bang chiến trường quan trọng có thể quyết định kết quả cuối cùng. Tại Pennsylvania, một cuộc thăm dò độc quyền từ USA Today, Đại học Suffolk cho thấy, ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang hòa nhau ở mức 49%. Theo một cuộc thăm dò độc quyền khác từ USA Today, Suffolk, cả hai cũng đang ngang bằng ở Michigan với 47% mỗi bên. Một cuộc thăm dò của UMass Lowell YouGov được công bố trong tuần này cho thấy, ông Trump dẫn trước một chút trong biên độ sai số ở Bắc Carolina. Hiện bà Harris và ông Trump đã liên tiếp cùng có mặt tại các bang chiến trường trong 4 ngày liên tiếp, mà cụ thể là bang Bắc Carolina vào hôm 30 tháng 10, Nevada vào 31 tháng 10 và Wisconsin vào ngày 1 tháng 10 để giành giật những lá phiếu quyết định. Có một thời điểm họ tổ chức các sự kiện vận động ở cách nhau chỉ khoảng 11 km. Điều này cho thấy nỗ lực to lớn trong việc thuyết phục một số lượng cử tri tương đối nhỏ ở một số bang chiến trường. Dù vậy, ông Trump cũng đến Salem, Virginia trong hôm 2 tháng 11, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris có sự ủng hộ áp đảo hơn một cách rõ ràng ở đó. Bà Harris cũng sẽ có mặt ở tiểu bang chiến trường Georgia vào hôm 2 tháng 11, nơi đạo diễn phim Spike Lee và ca sĩ Victoria Monet dự kiến sẽ phát biểu tại một cuộc meeting. Tổng thống Joe Biden từ Đảng Dân Chủ đã giành chiến thắng tại Georgia chỉ với 0,3% vào năm 2020, lần đầu tiên đảng của ông giành được bang này kể từ chiến thắng của Bill Clinton vào năm 1992. Đảng Dân Chủ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc cử tri da màu đi bỏ phiếu và ủng hộ bà Harris nếu họ muốn tái tạo thành công của ông Biden tại một bang cử tri da màu mà chỉ chiếm hơn 12% dân số. Người gốc Tây Ban Nha chiếm gần 19% dân số Georgia cũng đang là đối tượng bị tranh giành. Theo đó, ông Trump đang dẫn trước bà Harris sát sao 1,6% tại tiểu bang này, theo số liệu thăm dò trung bình từ 538. Khi bước vào chặng đua cuối cùng, vào đầu tuần sau, chiến dịch của bà Harris có kế hoạch tổ chức các sự kiện có sự kết nối đồng thời trên cả 7 bang chiến trường để huy động cử tri. Hai ứng viên vào Nhà Trắng đã phải vật lộn để thu hút cử tri tại các bang chiến trường. Tại một cuộc vận động ở Wisconsin vào hôm 1 tháng 11, ông Donald Trump đã gọi bà Kamala Harris là người có chỉ số IQ thấp và thề sẽ cứu nền kinh tế khỏi sự xóa sổ hoàn toàn trong bài phát biểu dài 1,5 giờ, đề cập đến các vấn đề hàng đầu của chiến dịch, bao gồm nền kinh tế và chính sách đối ngoại. Ông Trump khẳng định, tôi sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược tội phạm vào đất nước này. Ông Trump nói trong bài phát biểu khai mạc, hứa sẽ mở ra một thời kỳ hoàng kim mới. Bạn có thể tưởng tượng được nếu bà Kamala Harris thắng không, bạn sẽ rơi vào thời kỳ suy thoái theo kiểu năm 1929. Trong diễn biến liên quan, ngày bầu cử chính thức là ngày 5 tháng 11, nhưng các cử tri Mỹ đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trong nhiều tuần qua. Hơn một nửa số cử tri dự kiến sẽ bỏ phiếu trước ngày bầu cử, mặc dù các quy tắc liên quan đến việc bỏ phiếu sớm khác nhau tùy theo tiểu bang. Tính đến hôm 2 tháng 11, hơn 72 triệu lá phiếu đã được bỏ, theo một công cụ theo dõi do Đại học Florida áp dụng. Theo truyền thống, Đảng Dân Chủ ủng hộ việc bỏ phiếu sớm hơn Đảng Cộng Hòa. Những người trước đây đã nghi ngờ về tính an toàn của hoạt động này. Tuy nhiên, trong lần bầu cử này, cả hai đảng đều kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu sớm. Ba ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump và bà Harris gần như chạm trán nhau ở các bang chiến trường trong những ngày cuối của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Reuters đưa tin, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris được chào đón bằng một cảnh tượng khác thường khi bà đến Bắc Carolina vào hôm 2 tháng 11. Chiếc máy bay màu đỏ trắng xanh của ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng Hòa của bà trong cuộc đua giành chức Tổng thống. Khi bà Harris bước xuống từ chiếc không lực 2 của Phó Tổng thống tại sân bay Charlotte, chiếc Boeing 757 riêng của ông Trump đã đỗ trên đường băng gần đó. Cuộc chạm trán này là minh họa rõ nét cho cách mà hai ứng cử viên tập trung vào một số ít tiểu bang được cho là sẽ quyết định người thắng thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Đây là ngày thứ tư liên tiếp hai ứng viên vận động tranh cử tại cùng một tiểu bang. Chỉ có 7 bang chiến trường, trong đó có Bắc Carolina, được coi là thực sự cạnh tranh. Khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày bầu cử, ông Trump và bà Harris vẫn giữ nguyên những chủ đề quen thuộc trong các lần xuất hiện của họ. Phó Tổng thống Kamala Harris nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trước cuộc vận động ở Atlanta rằng chiến dịch của bà vẫn đang cố gắng tiếp cận mọi cử tri. Bà cho biết có ý định trở thành một tổng thống của tất cả người Mỹ. Đây là thông điệp được lặp lại trên các biển hiệu vận động tranh cử mà nhóm của bà đã sử dụng trong cuộc chạy đua nước rút cuối cùng. Trong buổi vận động tranh cử ở Atlanta,
Bà Harris đã đối chiếu sự lãnh đạo mà bà muốn đưa vào phòng bầu dục với sự lãnh đạo của ông Trump, chỉ trích những lời đe dọa của cựu Tổng thống đối với các đối thủ chính trị của ông. Sau đó, tại Charlotte, bà Harris nhắc lại quan điểm của bà rằng ông Trump tập trung vào danh sách kẻ thù, trong khi bà tập trung vào danh sách việc cần làm. Tại cuộc vận động ở Bắc Carolina, bà Harris bị đám đông ngắt lời nhiều lần. Bà tận dụng những khoảnh khắc đó để nhấn mạnh chủ đề vận động tranh cử của mình về dân chủ và cho biết bà sẽ làm việc với tư cách là Tổng thống để chấm dứt chiến tranh ở Gaza và đưa các con tin trở về nhà. Về phần mình, trong cuộc vận động ở Gastonia, cựu Tổng thống Donald Trump lặp lại tuyên bố rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang lấy mất việc làm của người Mỹ da đen. Tại cuộc vận động ở Bắc Carolina, ông Trump cũng cho biết ông đang làm tốt với nam giới, nhưng thừa nhận khoảng cách giới tính ngày càng lớn đã khiến một số đảng viên Cộng hòa lo ngại. Ông nhắc lại, bất chấp những lời chỉ trích xuất phát từ nhận xét này, ông sẽ bảo vệ phụ nữ nếu được bầu. Tại cuộc vận động ở Virginia, ông Trump tiếp tục chỉ trích hồ sơ của bà Harris về các vấn đề nhập cư và kinh tế. Ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa J.D. Vance lặp lại những quan điểm đó tại cuộc vận động ở Las Vegas, nơi ông nói với cử tri rằng bỏ phiếu cho bà Harris là bỏ phiếu cho nhiều thứ tương tự liên quan đến lạm phát và biên giới. Khoảng 71,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, theo dữ liệu từ 47 tiểu bang và quận Columbia do CNN, Edison Research và Catalyst thu thập. Trước nguy cơ bất ổn dân sự do cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, vệ binh quốc gia trực chiến để phòng ngừa tại một số tiểu bang, bao gồm Washington, Nevada và Oregon. FBI cho biết một video đang lan truyền trên mạng xã hội tuyên bố cơ quan này đã bắt giữ 3 nhóm có liên quan đến gian lận bầu cử và một video khác liên quan đến phu quân Doug Emhoff của bà Kamala Harris đều là sai sự thật. Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Hai ứng cử viên Tổng thống là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang khẩn trương thực hiện các cuộc vận động cử tri cuối cùng vào cuối tuần này. Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump đang có các cuộc vận động cử tri ở các bang chiến trường chủ chốt, những người có thể quyết định kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Hai ứng viên đều tập trung cho các bang Arizona, Nevada, North Carolina và Wisconsin. Ngoài ra, ông Trump sẽ tới bang Michigan, còn bà Harris sẽ tới bang Georgia, hai bang mà nếu ứng cử viên nào chiến thắng sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Ngoài các bang chiến trường, cựu Tổng thống Trump còn vận động tranh cử ở một số bang thiên về Đảng Dân Chủ như New Mexico và Virginia, những bang mà bà Harris dự kiến sẽ chiến thắng. Động thái này được cho là nhằm đưa Đảng Dân Chủ vào thế phòng thủ. Một cuộc khảo sát ở New Mexico cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm, trong khi Phó Tổng thống cũng dẫn trước đối thủ ở bang Virginia. Tuy nhiên, kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hai ứng viên vẫn đang bám đuổi rất sát sao. Theo cuộc khảo sát của The Hill Decision Desk HQ, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc, trong khi không có ứng viên nào có lợi thế hơn 2 điểm phần trăm ở bất kỳ một trong 7 bang chiến trường. Các lĩnh vực mà cử tri tại các bang chiến trường quan tâm bao gồm kinh tế, chăm sóc y tế, mối đe dọa đối với nền dân chủ, vấn đề người di cư và biến đổi khí hậu. Tính tới thời điểm hiện tại, số cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ đã lên tới hơn 70 triệu người, bao gồm hơn 37 triệu người đã bỏ phiếu vắng mặt và 32,7 triệu người bỏ phiếu qua bưu điện. Tổng số cử tri đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện là gần 67,5 triệu người. Mới đây, Thống đốc bang Washington, Mỹ, ông Jay Inslee cho biết đã huy động một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia trực tiếp do lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trong thông báo trên trang web cá nhân, Thống đốc Inslee nêu rõ, dựa trên thông tin hiện có cùng với những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra về 3 vụ cháy nghi ngờ do đốt phá nhằm vào các thùng phiếu ở Western và Oregon, chỉ hơn một tuần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Theo cảnh sát, vụ cháy ở thành phố Vancouver, Washington đã làm hàng trăm lá phiếu bị hư hại, trong khi 2 vụ cháy thùng phiếu ở Portland, Oregon làm hư hại một số phiếu bầu. Cảnh sát nghi ngờ 3 vụ cháy là hành vi phá hoại có chủ ý và có liên quan đến nhau. Các quan chức bầu cử và cảnh sát đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho cử tri trong bối cảnh những lo ngại về an ninh gia tăng khi ngày bầu cử gần đến. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ phá hoại thùng phiếu cũng như nguy cơ các quan chức bầu cử trở thành mục tiêu tấn công của những cử tri cực đoan. Theo cuộc thăm dò của Scripps News công bố ngày 24 tháng 10, gần 75% số cử tri Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra.